Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với lại vlog tiếp theo của mình nhá. Anh em ơi, hôm nay là thời tiết của khu vực mình bắt đầu nó lại mưa tiếp đây anh em ạ. Đây này, mọi hôm qua hôm kia thì nắng rất là to, mà những kiểu là nó thời tiết nó như kiểu bị mưa bão hay sao đấy. Mà hiện tại bây giờ này, trời mưa rồi thì âm u nguyên cái khu vực của mình là lúc nào mây nó cũng giăng kín luôn anh em ạ. Đấy, em trông không? Mây à. Đấy rồi mưa đây. Lúc nào nó cũng lắc đa lắc đác. Thời tiết này thì nó rất là mát mẻ luôn. Đấy, vẫn là khu vực làm việc của anh em mình, khu xưởng này. Đấy, một ngày làm việc mới anh em nhá. Đấy, trong cái buổi ngày hôm qua thì bọn mình có đi gọi là test xe anh ạ. Test xe nhưng mà nó gây đến một số ảnh hưởng, ví dụ như cái sóc trước ấy, ngày hôm qua thì bọn mình đã chỉnh sửa lại rồi. Ok rồi, nhưng mà trọng lượng nó nhiều, nó queo hẳn đi. Đấy, nó queo hẳn cái sóc đi, mình đã nắn được lại cho nó ok rồi. Đấy thì bây giờ hôm nay là còn một số những cái chi tiết ở trên khung nó bật ra thì mình sẽ phải sửa nó lại. Khung là nó bật trên đỉnh chứ không phải ở dưới đâu. Ở dưới khung thì mình hàn cố định chắc chắn, và những cái khu vực cái hệ thống treo mình làm ok rồi. Kiểm tra rất kỹ lưỡng thì không có ảnh hưởng gì. Đấy, ở khu vực đây. Đây là Hưng đang để mài đây, cái điểm trên này anh ạ. Đấy, cái điểm này là bị kiểu hàn một cái sắt ma kém đây. Xong rồi mối hàn nó không ăn thua, nó không ăn lắm. Đây là kiểu mình hàn dọn nữa nó không bắt cái bát vào. Cái đông bài là nó bị bung ra. Cái này là chỉnh sửa để hàn lại hết. Nó bật thì hàn lại đoạn này, bật thẳng cây này ra, cây này phải đẩy lên anh em. Nó sẽ không lệch con đâu, nhưng mà nghĩa là mình phải đẩy nó lên, đẩy nó lên thì nó mới cân được lại cái khu vực cái nóc xe này. Chứ hiện tại như cây này nó đang xuống thấp này là bị vọt qua cái kính ấy. Thì đây mình đã dùng cái kích này để đẩy nó lên. Để hôm qua mình đã sửa hết một loạt cái keo ở kia. Tóc hôm nay là thẳng căng luôn. Đây nắn lại hết, xong là cắt hết cái này ra rồi đi. Cái ốp này ra, này ốp để trong nó xét vậy. Nó xét hết. Đấy, còn trong này khu vực làm việc này thì trước mất tang này. Kho mút tàng đọc tiếng Anh rất là khó, mình không có học tiếng Anh nhiều cho nên là ơi, khu vực này là khu vực để táp lô. Thì anh em hôm qua đã tháo cái cổ vô lăng này ra này, mình đang muốn là cái cổ vô lăng này đi của con mút tàng này là nó lên đến tầm này. Thì khi vô lăng nó nằm ở đây thì cái trục chuyển động của mình là mình ngồi đấy, cái tư thế ngồi đấy. Anh em thấy ví dụ đây. Hiện tại thì vô lăng nó nằm sát đây luôn. Nằm sát đoạn này thì nó cứ mình ngồi hơi bị với. Thấy không? Mở cửa đến đây là ngồi hơi bị vớ. Nhưng mà nếu mà vô lăng nó lên được đến tầm này đấy. Tầm này thì đẹp. Đây cái tư thế ngồi ở khu vực này rất là chủ vẫn phải ngồi sát lên kia quá, ngồi sát lên cao quá. Thì hiện tại thì đợt trước cái chân phanh chân côn kia cũng đã làm lên trên, đúng rồi, nó nếu mà được thì chân nó lên đến trên tầm trên này, ngang tầm này thì mình đạp xong vô lăng lên đến khoảng này, tức là khoảng bằng mấy cái đây, bằng tầm này thì là đẹp nhất đi. Đấy, nhưng mà hiện tại hôm qua mới lên bóc đất sét ra, mọi thứ đất sét ở trong cái phần gầm của cái tắt lô là một, cái bả mặt đồng hồ là hai. Hôm qua tối chiều hôm qua bắt đầu mới dán đây này anh ạ. Đây bọn mình đang muốn sử dụng là cái dán cái lớp này này, cái lớp na sợi chịu lực này thì chỉ cần đi hai lớp sợi chịu lực với lại một lớp rối nhẹ nhẹ bên ngoài là để mình lấy cái bề mặt thôi. Còn đâu chủ yếu cái lớp sợi chịu lực này thì cái lớp sợi chịu lực anh em màu có dùng mới là nó ok nhất, bởi vì nó chống xé
Còn cái sợi mà sợi vải rối đấy thì nó xé ra ngay. Mình chỉ cần có giấy chăng nữa nhưng mình kéo ví dụ và va chạm là nó sẽ bị xé ra. Còn như thằng này là nó rằng, nó là sợi dài mà. Đấy. Đây cái loại này rất là ok. Mình lấy cái lớp này nó không dày lắm nhưng mà nó dễ làm hơn. Đây là tắt ly, à đây là yên ngựa nhá anh em ạ. Thì hôm qua ván thì hôm nay nó khô ra rồi. Đây này, hôm nay thì khô hẳn rồi. Đấy anh em thấy ok không? Đẳng cấp luôn. Cái này chi tiết là bọn mình sẽ làm qua cái bề mặt cái ngoài này. Nếu sau này bọn mình mà bọc ra đấy thì miếng ngoài này bọn mình chắc chắn phải làm đẹp đi tí đi. Không thể nào mà để nó sần sùi, nếu sần sùi thì bọc da rất là xấu luôn. Đây cái sợi hôm qua đây. Sợi này là sợi cũ hay là sợi mới thì mình không biết, nhưng mà cái sợi đấy là mình đi xem mở cái cuộn mới đây cho. À, cuộn này là cuộn mỏng hơn. Sợi này mỏng hơn anh em ạ, đây này. Mỏng hơn cái sợi đợt trước mình lấy. Nó mỏng, nó nhẹ hơn. Nhưng mình thấy là cái sợi này đi, hôm qua hôm kia mình có mang về thì cái sợi này thực tế là cái sợi này là làm rất là dễ làm luôn, nó không bị khồng đấy. Sợi này thì nó dày mà, thì những cái chi tiết mà nó nhỏ nhỏ một chút, sợi này dày lắm anh em. Này cầm lên về trong biết ngay thì dày bịch luôn, mà nó kiểu không biến dạng này, cứng luôn này. Thì cái sợi này làm khó hơn đi, những cái chi tiết mà nhỏ nó làm nó khồng lên luôn. Còn đây như cái này thì này ok chưa? Đấy, sợi này là sợi dẻo. Như mình thì mình thích làm cái sợi này, này. Tuy nó mỏng, nó dẻo, nhưng mà dễ làm. Còn cái này làm cái kia 3 lớp thì cái này phải làm 2 lớp. Nhưng 2 lớp cái này chưa chắc đã chắc chắn bằng cái kia, bởi vì nó cũng là cái độ giằng xé hai bên như nhau. Thì mình tính là làm 3 lớp thì nó sẽ ok và nó được đủ nhựa, cả sợi cả dựa thì nó chắc hơn. Mà được là nhiều cái lần cứ mình đan xen cái lớp vải với nhau đi đó. Đấy phần này còn con pho này thì bọn mình sẽ phải là xong phần tắp lô này. Mấy yên ngựa này thì bọn mình sẽ phải xử lý đến cái hộp tắp ly này. Xong hộp tắp ly là đến phần kính là gần như là con này là tạm ổn luôn. Đấy. Ok không Nguyên? Ok. Đấy thì hôm nay là ở con Zco ngày này thì bọn mình sẽ tăng, cũng sẽ xử lý thêm nốt về phần thước lái nữa. Thước lái này, động cơ này. Còn rất là nhiều chi tiết để làm cho con Zco này. Thì hôm nay bọn mình sẽ phải trước hết là bọn mình hàn đính lại những cái mối trên này đã. Xong bắt đầu tiến đến vấn đề là xử lý phần thước lái rồi thì ui giời. Đấy, thước lái rồi động cơ rồi thì phanh rồi. Nói chung là một con xe để hoàn thiện, để chạy trên đường nó rất là nhiều những chi tiết phức tạp luôn. Đây chỗ này gì nữa, đây vẫn nứt này không này. Đây chỗ này nứt này, chỗ này phải mài đi á. Mài đi chỗ này á. Rồi mình sẽ công nó lên để hàn nhé. Nguyên làm gì Nguyên? Một cái tai bắt ở chỗ này chứ. Đâu? Cái tai bắt xuống làm. Ok, hôm trước không dán bừng cô bác sĩ luôn đi nhớ nhà. Cháu không biết, lúc nãy em nùng làm, bây giờ cháu không làm. Mình biết vậy giá rồi mà. Mình biết là nó xem là lắm. Đúng đi tán sắp rồi. Con kia thì tán bằng cô bác sĩ. Đấy, không bắt tay đi em, cho tay đây được. Cô tay đây. 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 Đây. Nó cong vào này. Hộp nó có ghém vào đó. Có đắp xét là cho nó sát một số được. Tai bằng sắt hết. Vậy bị chất chứ đúng không? Cháu làm cho bằng sắt thôi. Đây là Hưng làm gì đấy?
sao hôm qua thế làm gò gò thôi mà hôm nay lại làm cái này tiếp à? Gò này hôm qua là dán bên trong rồi. Ừ. Thế là tháo ra hả? Dán lại một lượt. Nó mỏng quá. Ừ. Như là hôm qua tháo ra. Phần ở bên trong trong cứng cáp rồi thì. Cái bài này được rồi. Phải móng đúng hãy chứ, nó không bị cái cam của Nguyên này bây giờ có vẻ mờ lắm. Em phòng nó ăn được. Cái trước rác ráo ráo rồi mà ép nó bị phòng kia một cái. Kéo nó đều lên. Quả bông lăng này với quả bông lăng xịn này. Ui chặt nhê. Được đấy, bộ này trông được đấy. Không bao giờ mày bắt ở đấy được, tin không? Cái máy xanh nó thế đâu nhỉ? Máy xanh gì vậy? Mày biết cách chỉ bắt được không? Không Nguyên. Mày biết cách chỉ bắt được không? Chưa đang kiếm cách đây. Bỏ cái mảnh sắt ra ngoài đất này khoan trước đi. À đúng rồi nhỉ. Vâng là không nhớ gì cả. Cái dày quá, cái mảnh cái dày quá. Tai thì cần nhiều dày kinh. Yeah. Nhưng mà cái bản nó to đấy, còn ở ngoài này cái này mình sẽ phải nghiên cứu đến làm cái thức lái này nha. Đây cái tiền là cái cây của một cái của mình này nó thấp, mình sẽ phải nâng nó lên, nâng nó lên thì cái sắt nó mình mới làm chỗ này vừa hàn xong nọ nó bùng qua qua bùng mấy cây đây, bùng đây ấy, nhưng mà nó chỉ bùng trên nóc thôi, bởi vì chắc cái lực tác động nó dập lên đỉnh nhiều quá, nó rơi xuống nó ép lên đỉnh, ngoài nó đẻ lên đây cơ mà, kinh cơ mà, trâu ơi. Đấy, cái này mình sẽ nghiên cứu làm cái kia. Đây thì cái này mới là, đây là thước lái này. Sẽ đặt cái thước lái này nó lên cao, lên tầm này. Đây, dưới đây thì nó sát cây, thì sẽ đặt lên tầm tầm này. Đây, tầm tầm này thì mới ra được cái bên ngoài này. Mới đón được cái đầu ngoài này, chứ nếu mà hạ thấp quá thì sau này nó sẽ bị vướng lái, cái góc lái nó không được rộng thì nó hẹp nó ngon thua. Hello, cái gì đây Dũng? Hả? Chuyển số, đẩy số chú ạ. Đâu? Đây cho đang hàn dây. Ui, cho cái dây chắc chắc vào lấy dây điện xịn kia. Dây này được rồi. Dây này bao hôm hỏng ấy. Nó có chỉ tài gì đâu. Mr. Dũng là chuyên gia về gãy số lăng. Chuyên gia gãy. Chuyên gia gãy. Lâu lâu rồi mới thấy xuất hiện trên khu vực chiến tranh vùng vịnh nhỉ. Nhà này đi bận quá chú ạ. Không để bận quá gì. Mọi người thi thoảng vẫn hỏi mình đâu. Cái này là hàn làm cái gì? Cái này là cho hàn dây nguồn chú ạ.
Dây nguồn á. Vâng. Nhưng mà cái dây điện này cũng có đủ nhiệt không? Đủ mà chú, cái này nó cũng không chịu tải thì nó chỉ đóng mở mấy cái van thôi mà. Ừ. Lần này là chơi kiểu rắc cắm như này cho nhìn cho nó đẹp, chuyên nghiệp. Ở trước là kiểu gì? Trước là làm kiểu hàn dây trông hơi xấu. Ừ. Lại mình chơi rắc hết. Đây. Ô xem rồi. À đây rồi anh em ơi. Thì bộ này còn hơi bị lằng nhằng đấy. Chưa hiểu nó làm sao. Đây ấy. Bộ này bộ gì? Đây là bộ gầy số. Nhỏ vậy thôi. Vâng, nhỏ vậy thôi. Đây là hộp điện. Bây giờ hay là bây giờ kiểu là không tiến hơn thôi. Cái này thì vẫn ghép vào như đợt trước cái này. Vâng, cái nhìn nó ít chi tiết hơn đấy. Đây, mini là... hơn. Bộ gầy số trên vô lăng một chiếc Zetco anh em ạ. Đây là phần số, đây là hiện số. Đấy. Năm số, rồi. Với cả đây là hộp điện này. Đâu? Đây là hộp điện. Thế nào? Có cái gì bên trong mở xem nào. Trong này là thì có mạch thôi. Có dán lại, có mở ra không? Có, mở được con chút. Đây là mở ốc bắt. Đây là tháp bắt. Ốc bây giờ mình cứ kêu vào chỗ lốt gì vậy? Đây là này nó làm cho nó gọn gàng đẹp hơn. Đây là một con bộ, đây là bộ van chia khí. Đâu? Đây. Đây là van chia khí hả? Đúng rồi. Bao gồm bao nhiêu đường khí ở đấy? Đây là có 4 van. Dùng cho con 4 con xi lanh này. Tức đấy. Là đẩy ra đẩy vào. Đấy, mình sẽ ghép nó vào như này. Ừ. Thì từ đấy nó sẽ có cái hai hành trình để nó đẩy số. Ừ. Sẽ có 2-4 con, 4 con xi lanh như vậy. Đây nữa đấy, hả? Đấy, giống như ngày xưa. Đấy. Đây nữa hả? Vâng, đây. Đấy, ở đây nó gấp lắp như này nha. Đấy, nhưng mà cái đầu này đâu rồi? Đó. Cái đầu gì sao không mua cả cho? Nó không có, nó chỉ có cái đầu ren thôi. Đây, tí nữa cháu sẽ hàn một cái tí ren vào đây nữa, thằng mắt bắt vào đây. Đấy, để cho nó chạy to tụt. Ngày xưa là lắp hết rồi mang xuống đây nên là khó hình dung hơn. Nên là bây giờ là áo rời ra để mang đấy lắp. Vậy tí ren đó, không mua à? Nó là ốc thôi mà chú. À, đợt trước nó là cái bi mắt trâu nhỏ này. Và đi bi mắt trâu. Bi mắt trâu là một cái bi mắt trâu đằng sau. Nhưng mà đợt này cũng không cần nữa. Và đợt này không cần bi mắt trâu nữa thì là mình dùng cái cây này hết à? Đúng rồi. Cây này để xong là sẽ có một cái vòng bi dẫn hướng đây nữa. Ờ. Này, mình sẽ đặt ở đây như này. Rồi, hiểu rồi. Tức là cái này nó đi đúng đồng tâm. Cái này qua đây nó phải đồng tâm vào cái trục này. Đấy, như vậy. Đấy. Đó. Sau đó mình sẽ cố định phần này. Cố định phần sau này nữa. Chắc lịch lại. Chắc lịch lại. Đấy, xong rồi cho nó chạy đâu. Ừ. Đây. Còn phần này là mình sẽ đi ra dây số. À, cơ nó đẩy cả cái cục này luôn. Vâng, đẩy cả cục đấy luôn. Rồi, có mỗi cái phần này nó mình hàn chắc hai cái phần này lại với nhau. Ừ. Thì phần này di chuyển, mình bên này là mình nắp số. Hiểu. Bên này là đầu dây số. Vâng. Và cái này đầu nào dây số cũng được hả? Cái này thì mình cứ đấu đi xong rồi mình cắm khí sau. Ừ. À cứ đấu trực tiếp thì cắm khí sau. Đúng rồi chứ. Dây số thì may cái là số này nó như số con Ferrari cũ đấy. Vâng, nó cũng vậy như ngày xưa thôi, không có khác gì đâu. Nó cùng cái hệ đấy thì có dễ hơn nhỉ. Yeah. Lập trình như thế thôi mà. Ừ. Chỉ gọi như là 5 số. Lâu không sờ vào nên là quên. 5 số cả số lùi. Lần này có cả 5 số đúng không? Đúng rồi, lần này là có cả đạp côn nữa. Có nghĩa là mình đạp côn thì mình mới vào được số ấy. Ừ. Chứ ngày xưa là cứ ấy là gãy là được thôi. Đúng rồi. Kiểu đấy đấy. Bây giờ là cháu thêm một điều kiện đó là phải đạp côn. Nhưng mà cái mạch này phải làm chuẩn tí chứ nó ham bị lỗi mạch. Không, ngày xưa thì nó hay lỗi giật. Nhưng mà giờ có chống cháy hôm nay chứ? Không, không chống cháy, không chống nước. Nói chung là có bảo hành. Ừ. Đấy anh em ạ, đây là cái hệ thống số, hệ thống số gãy bô lăng tự động. Nhưng mà lần này là cải biên rồi thì có thể xịn xò hơn đợt trước. Đấy. Nhưng mà đâu là cái nhịp để nảy số đâu. Nảy số thì cái đấy phải nhờ chú thôi, nhờ chú chế. Cái này chấp điện thôi hả? Cái này chỉ cần tức là cái nảy số chứ, cái này chỉ cần đấu điện cặp điện nó với nhau là được. Đúng rồi, nó hai dây chập vào nhau là được. Ừ. Đây thì mình thử đây. Mình sẽ lấy nguồn pin từ pin này, 12V này. Như có đủ không ấy?
chỉ sợ không sợ, sợ mẹ nó còn tin không. Vẫn còn. Sau đó iốt thử xem nó nhỡ đâu cháy kia. Đã. Nhỡ đâu cắm nhầm nó cháy. À thì đúng rồi, cắm nhầm thì nó cháy là đương nhiên rồi. Đâu iốt đóng luôn đấy. Đây. Không cái lên. Cháy. Không có tí điện nào. Ấy thì. Ấy, lên nói thì. Đấy. Ấy à, được á. Đây đây là đang sụt lờ. Nờ là mờ mo đấy phải không? Là mo đấy. Đây mình sẽ cắm cái này vào. Để nhìn cái mấy con dây này nó chạy. À lần này xịn xò hơn chưa? Lần này lợi hại hơn lần xưa. Đây. Thì đây là có sẽ có dây. Đây là cái này là dây. Dây này dây chung này. Ừ. Đây là dây phanh này. Thì muốn dây côn chứ. Dây côn. Đấy, muốn đạp côn thì phải coi như là điều kiện là hai cái này chập vào nhau là đang đạp côn đúng không? Khi đạp côn thì mới vào đọc số. Đó, 1 này. 2. 3. 4 này. 4. 5 á. Đạp đến 5, mang là 5 là mắc rồi, không đạp nữa. Đây là đạp núi nha. Về số này. À được đấy. Rồi này, gặp. Ra là lùi. Thế là lùi. Đấy, còn nếu mà không đạp côn nhá. Nếu mà mình không đạp côn thì mình có gãy số nữa thì nó cũng không được. Vô vị luôn. Chạy. Nó cũng không chạy nữa. Nhưng mà nghĩa là cái dây côn này bây giờ cái dây điện này là phải đạp vào phải gắn vào cái một cái đường cấp điện của dây côn ấy. Ý vâng, là cái mình, một cái công tắc. Mình chế cái công tắc giống như ở con Rồi. Pagani ngày xưa mà bật tắt cánh gió ấy chú. Đấy, làm cái con chuột của phanh xe máy ấy, mình đạp côn thì nó kéo con chuột đấy. Okay. Thì có nghĩa là cái hai cái dây này chập vào nhau. Thì mình nghĩa thì là bắt buộc phải hai dây này chập vào nhau mới được. Đúng rồi, thì khi mình đạp côn ấy chú. Rồi, hiểu rồi. Tức nhau. Là đầu này đấu vào một đầu của công tắc, đầu này đấu vào một đầu công tắc. Khi đạp côn là bắt đầu hai này nó trong công tắc nó tự đóng. Nó đóng vào với nhau. Là thỏa mãn điều kiện là đạp côn. Xong còn hai dây này thì phải đấu vào cái dây này nữa. À nhưng mà cái này nó là gẩy số sau vô lăng à? Sau vô lăng á? Nó liền vào trong vô lăng à chú? Vô lăng sau này mình chế ngoài hết. À không, ý cháu là qua con Zeco này là cái lẫy của nó là nó liền vào vô lăng luôn à? Hay là nó tách ra khỏi vô lăng giống như con Ferrari? Tách ra như cái Ferrari á. À có nghĩa là mình xoay vô lăng là cái lẫy nó không xoay theo đâu đúng không? Có chứ. Có thì phải làm khung dây à? Phải làm khung dây chứ. À thì phải làm khung dây à? Không có dây được thì để cháu mua thêm một chế lại bộ khung dây đi. Mua một bộ đấy là được. Mua thêm vào cái bộ rơ le khung dây đấy thì mình đấu vào là được. Đấu rồi là được. Như kiểu cái công tắc con phe đi đứng bên ngoài vẫn bật vẫn gãy số một đấy. Cái đấy mua rời lắp ra thì được mà. Ok, cái đấy dễ không? Dễ. Nếu vậy lấy thêm một bộ nữa chứ nếu cái này mà đạp trực tiếp vào trong gửi số thì nó lại dễ. Ồ, mát điện không? Hay nhỉ. Đấy, bộ này lần này có khá chất lượng hơn rồi. Đây 1 2 3 4 5. Đây, anh em thấy Dũng đang gãy đầu là cái này nó di chuyển này. Ấy lại đi ấy. Không cần anh ạ. Đấy. Con xe đang kiểm thôi. Ok đấy. Xe quả pin này vẫn còn đùng được. Mà thấy cái giấy tờ căn cước cái thứ của mày mang đi. Xịn xóa ấy nhỉ. Cái này phải gì lại chứ nhỉ? Phải nghiên cứu, làm cái số chứ cho nét ra nhỉ. À, xong là yeah. Chứ cái này nét nó bị kiểu bị mất, bị mất nét đấy. Không nét nhỉ, In-Bade không nét. Đâu, nó bị vào bên trong mất à? Không, nó kiểu bị mất nét đấy chứ. Mất nét đây là ai, chứ nhìn xem. Bạn đúng mặt bật cho các nhìn ấy. Đây. Qua màn hình thì chẳng biết số nào đấy, đúng rồi. Nhìn dạ hẳn luôn, mấy anh em nhìn còn khó ấy. Nhìn còn khó ấy. Không, chắc bạn bị cận đấy. Tôi vẫn nhìn thấy số vào. Nhìn khó chứ nè, nhìn như kiểu chữ đốm đốm. Ồ, ngày xưa nó là màn hình điện tử. Điện tử mà. Nhưng mà đây, cái này đây, phủ màn hình lớp. Phủ một lớp bên ngoài rồi. Đây màn hình LED.
ngày đen xưa là mình, ngày xưa là mình lép 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 bảy thanh. Đây là màn hình nhưng mà màn hình lép, nhưng mà ý là nó chỉ là bóng hình bóng thôi, còn ý là phản sáng là đây. Cái màn hình này có bao nhiêu pixel không? Thấy chưa? Chắc 1000 pixel. Cái này có 6 pixel. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 pixel. Ok anh ạ. Đấy nha, cái đây là bộ cái số lăng, cái này phải cất gọn nó lên. Chứ không một bên nữa là lại gì. Kiếm một cái gì nhá. Đúng nhá. Ok. Kiếm cái từ xa đấy. Ờ điều khiển đấy, gọi là không dây đấy. Nha. Đem đi giúp để cho nó đỡ bị quấn và rối vô lăng này. Không quấn nó hỏng vô lăng đấy. Đấy các bạn ơi, thì ở đây chú Lợi đang làm mấy cái phần tai bắt cho cái phần thước lái anh em nhá. Ôi, đây là cái giấy dưỡng của chú Lợi mới vẽ xong. Và đây là cái phần sắt mà chú Lợi vừa khoan xong và vừa vẽ xong đây anh em ạ. Đấy. Xịn cho chưa? Wow. Để bé vậy thôi à chú? Mất cái này rồi, cái này chế này, lũ mệt thế này. Cái vòng đấy phải không? Cái vòng đấy thì bữa cháu thấy ở đâu ấy. Mày đúng thế hả? Để cháu kiếm cho, cháu kiếm là sẽ chắc chắn sẽ ra. Mày anh nhá. Đây nãy em đưa anh cầm mà. Mày tìm xem. Để cháu kiếm xem. Tại vì cháu thấy cái tai vòng đấy. Người thông minh như mày, mày đám chỉ thấy. Chú cũng cần phải nói các bạn ấy. Cháu khoái lắm. Nói thật thì lại bắt đầu vô lại bố ăn. Thôi để tí. Có đồ chê. Đi cháu kiếm cả cao su nữa đúng không? Nó có cái nó có hai cái. Để cháu kiếm cho cháu đã tìm đấy. Đấy anh em ạ. Đấy khoan. Cháu thấy ốc của đấy to mà chú. Còn ốc đấy không? Không biết, có tìm được ra đâu mà. Tìm được ra thì mới biết được là nó là ốc gì chứ. Hồi bữa cháu thấy chú cầm một đống ốc thì nó chú để đâu đấy? Ốc không cần, ốc đấy thay mình thay ốc khác được. Ừ, vậy thì chúng ta đi được kiếm. Tại vì nó có một đống ở bên đấy. Còn một đống ở bên này. Ta tìm cái nơi một đống không biết chỗ nào nữa. Không có thì ở ngoài đường. Đấy anh em ạ. Ở đây anh em thì đang xử lý cái phần tablo tabli này mọi người, tablo này mọi người nhé. Đấy, đang cắt bây giờ, đang cắt gọt cho nó mất mấy cái ria đi ấy. Rồi bắt đầu mình sẽ làm gì? Mài bề mặt của nó. Đấy. Mình không mài được kiểu như form ấy. Đấy, nên là tôi để anh Hưng mài cho. Tại là ngoài trời mưa cũng vẫn là rất là to. Thấy không? Đến giờ này mà vẫn chưa gì. Chưa tạnh. Đấy. Thế xong thì Hưng đang mài.
phần form của các môn đấy. Anh em ở đây là hưng vừa mài xong cái con gỗ chi tiết yên ngựa nhá. Đây này. Yên ngựa này, mặt đồng hồ với lại cái tháp lô này. Cái này là ở phía ngoài lỗ mài hết. Và trong cái lỗ này là nghiên cứu xong cái chế xong cái bát bắt cho cái thước lái rồi anh em. Đây này. Đợt trước ấy là các bạn tháo xe đấy, các bạn tháo xe các bạn vứt cái giảm chấn ở đây đi, cao su ấy vứt đi mất, nên cái này mình đi tìm mà không thấy, không biết là lắp vào đâu, cái cơ này mình phải chế này anh ạ. Đây là chế cái cục này nè. Đấy, đúng là cái này là nó phải có cao su cơ anh ạ. Cao su thước lái, giảm chấn là thước lái này. Nhưng cái này là nó không có, bắt buộc là mình phải làm một cái này này. Đấy, hãy rút lọt vào hai bên. Xong mình ở chỗ này mình cho hẳn con ốc, ốc to này. Ốc này là ốc 10.9. Đây là số thôi, còn ốc này thường mình đo là ốc 16. Đấy, nó lọt cái lỗ này. Đây. Ốc này ốc 16. Đấy, anh em thấy không? Mình kẹp ở dưới lòng này là 16 này. Đấy, đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Ông 16 nè. Ô, bắn nét thôi chạm. Đây, 16 đây. Thì cái này là mình sẽ bắt cái ốc này nó, cho nó cứng hẳn nhé. Chắc. Ui, nhìn đâu về mặt nét thế? Hả? Đâu về mà ướt hết người vậy? Đi lấy đồ về. Sao không quá mưa à? Có là nó vẫn ướt. Chúc vào trong à? Vâng.
cái này chú làm cái để thước lái đây à? Ờ, cái này thước lái ở đây, con này mình sẽ hàn mấy cái tấm này. Cái tấm như này hàn vào đây này. Đấy. À, chú chế cả cái tấm này đây đây nhá. Thế rồi. Không cần cao su nữa. Không, chờ cao su thì của các bạn ấy đi em vứt đi phức tạp lắm. Lâu lắm, yeah. Lâu lắm. Cái này mình sẽ cho đây mình hàn lại để giữ thước lá này. Ok anh em nhá. Ở đây thì anh Hưng vừa đây mài hết cái phần này rồi này. Đấy, đẹp chưa? Đây bọn mình không hình như không bảo mắt, không bảo cái này không bảo mắt tít đúng không? Đó, mình chỉ mài cái này, mình mài góc cạnh mà cái chi tiết đấy cho nó sắc nét ra. Đấy, xong bắt đầu mình sẽ bọc xốp. Đấy. Bọc xốp hay bọc lớp cái gì mà đen đấy. Đấy, xong rồi mình sẽ bọc da. Đấy, nhưng mà mình sẽ không bọc da đâu anh ạ. Bọc da đấy, đây là bọc da thì khi nào mà nó hoàn thiện ấy mình bắt đầu bọc da vào đá cho nó đẹp đẽ, cho nó xịn sò. À, cái này nó phải có một cái đầu to bằng vậy cơ chứ không phải là vậy đâu. Đây là nó là bữa cái, mua ấy là không có cái đầu đấy đồ. Bữa mua là không có cái đầu đấy, mua nó phải có cả cái đầu mài như vậy. Không, nó chỉ bằng đưa mỗi cái cục ấy thôi. Chắc là mình không lấy rồi. À, nó có một cái bằng vầy không mà đến cơ biết vào nó xoắn vào vầy thì nó chặt luôn. Đúng rồi đấy. Đấy anh em ạ, đấy xịn chưa. Đấy. Đấy, lúc nãy mình đi lấy đồ nên là mình không mài, nên là để anh Hưng mài. Đấy, mài cũng tạm được thôi nhưng mà vẫn đẹp. Vẫn hơi lồi lõm, vẫn ấy nhưng mà vẫn được. Nhưng mà khi nào bọc da lên là thì mình sẽ phải mài qua một lượt nữa để cho nó cái bề mặt nó đẹp ấy. Cái này khỏe đấy. Nhưng mà không có gì bằng được. Thôi về ăn cơm thôi. 10 giờ. Đây cái bộ khác của nó. Bộ này bộ lọn phải không? Bộ mài chi tiết li ti nữa. Hello anh em, thì bây giờ là chú lại đang kê mấy cái giấy này để kéo con xe này dịch ra ngoài các bạn ạ. Đấy. Vậy đang phải buộc vào đây. Chú phải buộc vào phần khung ấy chứ chú. Đây khung đấy. Cái này nó liền cả mà. À. Kéo cả cái dưới đáy đi. À chứ. Đúng rồi. Đấy giờ kéo lùi cái xe này ra để lấy cái chỗ là các bạn ạ. À. Yo. Đấy lắng lắm các bạn. Ok chưa chú? Ok đấy. Cái này mình kéo đây làm gì hả chú? Hả? Mình kéo đây làm cái gì? Kéo ra ngoài làm ở ngoài này luôn. À. À. Đấy, có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải di chuyển cái phần động cơ này vào đây các bạn ạ. Đấy, để kéo gần ra phần ngoài cửa này này. Đấy, để kéo gần ngoài cửa này để cho ánh sáng nó sáng lên đấy. Hey, Nguyên thì đang
Nguyên đang cắt cái phần này ra các bạn ạ, để mới lắp được cái bánh này vào, không là nó đang bị vướng. Ok không? Thấy vừa không hay là thấp quá? Đây Dũng đang test thử cái góc ngồi của người lái vô lăng. Hả? Nếu mà thống thì nếu mà hạ vô lăng xuống thì hơi chặt đầu gối. Ừ. Đây là không ngồi. Ý là vô lăng mình muốn cho lên tí hả? Thống như này ok. Nếu mà cho cao thì cho lên cao một cái. Còn này lên cao thì ờ cái khoang mà nó thấp quá chặn đầu gối. Nó chặn đầu gối quá thì có lái gì vậy? Còn nếu tay mình nó ok rồi. Còn nếu mà mình mà ngồi sâu quá thì tay mình nó với thì mình không lái được. Vô lăng thì nó nằm đấy. Nó nằm tầm đấy thôi. Hả? Không, ý là sau này cái vô lăng nó còn nhỏ đi, nó không to như thế này. Nó tầm này đó chị. Đoạn này bạn đi cắt luôn. Đây nó chắc đến tầm này. Đi cắt thôi, đoạn này nó ok rồi. Còn nếu mà sợ mà sợ thấp quá thì có chặn đầu gối. Đấy anh em, bọn mình đang nghiên cứu xem là cái vô lăng này nó tầm nào để nó phù hợp với lại chiếc Zco của bọn mình. Cái này là Dũng là ngồi vào đây để thử xem cảm giác lái của từng người. Vậy ok hơn không? Đủ chân phanh dễ không? Chân phanh, chân côn, chân ga. Yeah. Ta ngồi xa quá thì không tới vô lăng. Còn gần quá thì cái đầu gối của mình chạm vô lăng mất. Chắc chỉ ngồi tầm đấy thôi. Rồi. Đây cái nhưng mà vừa chú lại vừa hàn xong rồi còn nóng lắm ấy. Nóng lắm. Tại vì đây là cái bên dưới này là cái khung sắt nóng. Mà anh nóng ấy, nóng ấy. Thì là bọn mình sẽ bắt cái phần đây là cái thương lái anh em nhé. Thương lái là cắt hai đầu này, cắt hai chục cái nào được. Tại vì là cái kích thước của con xe ngày xưa nó chỉ tầm này thôi. Bây giờ mình kiếm một xe khác thì nó sẽ phải mở rộng ra và bắt buộc con sẽ phải thiết kế cái đoạn nối ở hai đầu này, nhưng mà phải làm sao cho chắc chắn anh em ạ. Thì thực ra cái này nó chỉ có là chuyển động ngang thôi, thì nó không chịu lực bẻ hay là lực gì nhiều lắm, nên là nó cũng sẽ không cần thiết là hoặc là không, mình kiểu không sợ rủi ro mấy chú nhỉ. Đúng rồi. Còn nếu phần càng ngang hoặc là trục láp của chiếc xe này thì con xe này trục láp đây. Con xe này không phải trục láp như con xe trước anh em ơi. Tại vì là cái kích thước của xe cổ, đặc biệt cái dòng xe cổ mà ngày xưa này, và thường thường chế tạo xe thì sẽ sử dụng dòng xe cổ nhiều, và cái bề ngang của chiếc xe nó rất là nhỏ thôi. Với lại những chiếc xe mà mình chế sau này thì toàn là những chiếc xe bề ngang nó sẽ mở rộng rất là nhiều. Nên là bắt buộc là phải cắt đôi cái láp ra. Nếu như mình mua cái láp mới trên thị trường ấy, cũng không có cái nào mà phù hợp với cái kích thước của mình. Nếu cắt ra có sợ yếu quá không? Cắt cái láp này ra liệu có sợ yếu quá không? Đương nhiên là nó sẽ yếu hơn mấy lại nguyên bản rồi. Nhưng mà với cái tính toán khoa học rồi thì những cái phương án đo ra chỉ số thống kê lại thì cho thấy là nó vẫn còn trong cái khả năng cho phép anh em ạ. Đấy, em đi gọi là gì rồi, lấy số liệu cụ thể ở bên đo ở nước ngoài phân tích về cái kết cấu của lại nguyên vật liệu sắt thép. Đấy. Nếu mà nối như đợt trước ấy thì ok nhỉ, nối như con Pagani. Đương nhiên là nó sẽ chắc chắn thôi, nhưng mà sẽ không bao giờ bằng một cái cục, tại vì cái đoạn ngắn nó sẽ khác với đoạn dài. Thì đúng rồi. Đừng có như kiểu con Ferrari ngày xưa. Ferrari thì là mình nối hai cái đầu đấu vào nhau anh em, đây hai đầu đấu vào nhau vậy. Còn như con Pagani thì mình sẽ cắt rịa ra một đường xong rồi kẹp nó vào. Tạo cái gờ thì xong mình mới bắt đầu mình mới luồn ống vào qua cái đoạn này đấy, thì nó sẽ chắc hơn. Tại vì là khi mình mở rộng kích thước ấy thì nó sẽ gặp rất là nhiều yếu tố, tức là nó càng dài thì lực bẻ của nó càng lớn, mô men xoắn nó càng mạnh mà. Đúng rồi, mô men xoắn càng mạnh. Với lại nữa là mình đã cắt ra rồi, chấp nhận là cái việc nó sẽ yếu đi, nên là sẽ phải có cái phương án khắc phục các cái điểm yếu ấy để cho nó đảm bảo nhất có thể anh em ạ. Thực ra là mình sẽ không thả trên trời tự do 50 mét như cái ngày hôm qua mình thả không gầm, nhưng mà
Mình thấy cái trục này nhỏ hơn trục của chiếc Pagani là trước. Cái vòng của này hình như chỉ được 21 thôi. Đúng rồi. Chỉ khoảng 21 thôi. Còn đâu con phe to à? Phe cũng 21. Pagani to nhất. Pagani phải to hơn nhiều. Pagani to nhất. Đấy. Đúng rồi. Cái trục này nó nhỏ này. Cái trục này là nhỏ nhất. Nhưng mà thật ra cũng sao đâu. Thực ra cái này nếu mà gì đó mình phải cắt ở giữa vậy. Xong rồi cắt ngàm nó xong rồi đấu. Để ý là cắt lại phải đấu với nhớ chứ nhỉ. Đấu đúng rồi. Một con tay đó đấy. Thêm vào một con tay đấy. Một con tay. Mình đấu, mình cắt ở đây thì sau này mình nối vào thì mình còn có cái khoảng để cho cái ống này. Nó ở tầm này. Tức là khi mình nối xong rồi mình sẽ có một cái ống bên ngoài nữa anh em ạ. Thì đấy là cái phương án để gia tăng cái độ chắc chắn. Hơi phức tạp một xíu nhưng mà bắt buộc phải vậy thôi. Và mình nếu như làm theo cái kích thước mà các cái linh phụ kiện trên thị trường nó có sẵn ấy thì nó sẽ không giống với lại chiếc xe mà mình chế tạo. Đúng rồi. Còn mình thì lấy cái kích thước của cái chiếc xe định chế tạo để làm cho toàn bộ cái chiếc xe. Nên là những cái chi tiết này cũng sẽ phải là tinh chỉnh cho phù hợp, để nên là mình bảo là mua cái đồ mới thì cũng không phù hợp được. Những chiếc lắp này mình mua hiện tại mua ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều luôn. Nhưng mà để mà phù hợp với chiếc xe của mình chuẩn xác 100% thì là không có. Anh em trên thị trường mà thấy những anh em nào mà chế xe mà cứ dùng lắp sẵn ấy thì là mọi người đang điều chỉnh theo cái kích thước của các trục lắp của những cái phụ kiện có sẵn. Đúng rồi. Nó kích thước về chiếc xe thì sẽ không chuẩn 100% được. Mà mình thì không 100% nhưng mà mình đang cố gắng là làm tốt nhất có thể. Vậy mới làm một con xe tỷ lệ 1:1 chứ. Đấy, nên là như thế. Đấy. Còn đây này, anh em ạ. Ở cái phần thước lái này thì vừa rồi mình có hàn cố định lại. Đây. Và đây. Và những con ốc ở dưới này. Thì ở cái điểm đợt trước ấy là bọn mình chỉ bắt con ốc bên trên này xong là mình lại phải luồn một cái cà lê xuống mé dưới để mình giữ. Thì nhưng mà lần này là mình hàn chết con ốc ở dưới này. Đúng rồi. Thì sau này mình chỉ vặn một đầu thôi. Đúng rồi, mình chỉ vặn tránh sườm già nữa. Mình chỉ vặn mé bên trên này đi. Đúng rồi, sau này mình chỉ vặn dùng một máy bắn hoặc là dùng cờ lê mình sẽ vặn bên trên này. Xong đó là rút ốc ra là rút cái này ra được. Đúng rồi đấy. Thì nó như thế cũng ok, tại vì là nếu như mình để con ốc bên dưới mà nó tự do á thì sau này có thể là trên quá trình vận hành mà nó rơi ra, nó bị gì mà chạy theo thời gian nó tự kiểu bung long đền nó rơi con ốc lái thì rất là nguy hiểm cho ra thì thức lái mọi thứ nó sẽ không cố định. Đúng rồi. Nên là làm kiểu này thì là vặn ốc vào nó chắc chắn là sau này đảm bảo là cái việc mà cái hệ thức lái nó hoạt động ổn định em ạ, chứ đang đi vào tiền lái lệch của bác đúng lái bác nó lắc cả nó lung cả bánh rồi thì rung cả thức lái ra ngoài là đó, ảnh hưởng đến người rất là nguy hiểm. Đấy thì là bọn mình cơ này là hàn xong này, chuẩn bị bọn mình sẽ lắp vào cái phần khung ở trong phía đằng trước kia nhá. Đấy, chiếc Zco chuẩn bị lên một cái khu vực thước lái, động cơ và một số những chi tiết nữa. Anh em đón xem nhá. Anh em ở trong này thì Nguyên đang xử lý cái phần tắp lô nhá. Đấy. Đầu tiên là góc bên đây là tức là cái vành này đây, cái vành này nó bị mỏng này. Đấy, với lại nó bị thiếu cái phần úp xuống này. Thế là Nguyên cái này đã xử lý. Phải cho một cái mảnh gì nhỉ? Alu. Alu vào. Bên đây cũng đã cho mảnh alu rồi. Cái góc này phải tháo ra ngoài mới làm được, chứ khi ở trong đất sét là không làm được. Có làm không? Có chứ, vướng cây sắt đây. Bình nước hoa nha. Hoa mấy hôm nay rồi. Mẹ, cháu tưởng là nó không khô cơ. Tại vì lúc nãy dán ấy. Kéo cái đấy hôm bao nhiêu hôm dán được. Không kiểu như là không đông cứng luôn ấy. Rót chúng bác là chỉ chỗ ngoái lên rồi, nhưng mà chỉ chỗ đấy nó thành thạch thôi chứ không ở ngoài không thành thạch. Ở ngoài cứ như này thôi. Nhưng mà lúc ấy may quá cũng hết đông cứng thì cũng đi mua. Tôi đi mua đông cứng về, thế là về cái là khô mất luôn. Khô như này. Như này là hoa nhựa đẹp không đúng? Vậy là khô đấy. Như này màu hồng vậy là ok đấy. Nhưng mà kiểu để như này màu đẹp nhỉ. Đông phớt. Nó không bị nhiều quá. Còn ở đâu nữa không? Không chứ, vậy
bả. Tôi nghe bảo là không bả nhưng mà hôm nay lại đổi ý vẫn bả. Bả mặt thịt á. Ở cái bề mặt này nếu mà thế như nhết bổ không bả thì thực ra để mà nói sau này làm da nó không nhẵn đâu. Bà bù lõm ấy chứ. Bà bù lõm để còn trơ cái cốt cái ra nha. Chứ đắp đêm phủ đêm sớm thì nó dày quá. Làm nền bằng bả luôn. Cái này phải làm cốt bù lõm thôi. Có được không Nguyên? Được. Cái mày đây, chú biết cái mày, cái mày này chưa? Mày phải ổn chưa? Cái cho mày này ổn chưa? Tạm được. Luôn. Nói chung là đâu, hết đâu, thì nó còn nói chung là nó tặng được. Khen vậy đi cho nó vui vẻ. Không nhưng mà nói thật ra nếu mà những cái này ấy, những cái thực ra những cái này mà những người mà không biết mài form đấy, tức là mài form chưa quen chứ không phải là ví dụ như cháu. Hả? Ví dụ như cháu là không biết mài form composite đấy đó. Chỉ biết mài form matic thôi. Không đấy là riêng mà mài form cái này rất là khó. Nếu mà được cái nền này thì sau này mình bả matic rất là ít luôn. Nếu mà mà đó rồi, về mà nó thích đó rồi. Cơ đồ hướng nó làm cái lối cục cục tông nữa. Mà người nào mài ấy, mà người đấy bả ấy, thì người ta sẽ kiểu như nắm được cái bề mặt của nó đẹp hơn. Nếu như hôm nọ mà dán đấy. Đây nè. Cháu bắt đầu nè, bắt đầu với cháu bộ nhá. Đâu với bộ bộ làm à. Làm nền đẹp. Làm nền thẳng đi, xong rồi dùng sợi cứng phủ. Phủ sợi cứng phủ những cái nền này, còn những cái góc cạnh nào sâu quá thì dùng sợi rối. Để sợi rối hả? Vâng, và xong mình mới tháo ra mình dán vào trong. Đấy, như cháu muốn làm vậy cơ. Đây nè, như mình nghĩ là ban đầu là ví dụ như cái lỗ này là mình dán sợi mỏng cái hết. Sợi mỏng ấy. Ừ, nhưng mà sợi mỏng ấy mình làm form nó xét chuẩn thì về sau mình dán sợi mỏng chỉ vài lớp thôi, nhưng mà phải dán thật làm sao để cho nó cứng hẳn cái này. Đúng. Xong ra mình dán bên trong thôi thì mình giữ được cái form, mình không phải mài nhiều cái lỗ này. Tại sao mà nó bị lồi không? Ồ. Thứ đó, đây là lỗi của mình nhá. Bởi vì do mình làm cái sợi rối đấy. Chưa khô hả? Sợi rối mình làm là nó không được đều. Mà thế này mình ấn. Mình không còn lăn. Nếu như cháu bố nhá, ban đầu nhá, mình làm mình sử cái sợi rối, sợi cứng này. Sợi cứng này. Bố sợi cứng lên, xong rồi cùng lăn để lăn. Cháu một cái đẹp nền đẹp cực kỳ luôn. Đây là cái này. Vâng, cái này kìa, làm đẹp cực kỳ luôn. Mà tablo này cũng được rồi anh nhỉ. Nhưng mà các sếp không đồng ý, các sếp bảo là không ai làm vậy thì thôi. Mà tablo này cũng ok rồi anh. Phải chấp nhận theo các sếp thôi. Anh hết đi. Với lại ông ấy lúc ngoài người ta thấy ít dán sợi rối rồi đó. Dán sợi chịu được câu à? Rối chứ. À, không hiểu rồi. Đúng rồi. Dán rồi. Sợi rối là người ta dán cho cái khác á, còn sợi sợi rối thì đánh nhiều là đánh lúc cuôn. Lúc cuôn là nên lúc đèn sợi rối để nó đi vào cái còn sợi cứng này nhá, vào góc cạnh là cố á, hiểu không? Nó có má đánh đi thôi rồi. Phải rồi luôn. Đấy, vậy thôi, cái này là đấy đông cứng như này nó phải cứng luôn như này, lúc nãy nó vẫn chảy nhì nhì nước á. Thành thành rồi đi. Nhưng mà như cháu nghĩ là nên làm vậy. Cháu nghĩ là nên dùng sợi cứng, hoặc là dùng sợi mỏng, sợi mỏng này chứ ngoài đầu đấy cái sợi kia thì cơ sáng mình có quay cho anh em xem đấy, thì thực ra cái sợi này là mình thấy rất là ok luôn đấy. Cái này dễ làm, nó mềm, nó dễ uốn góc. Đúng rồi, nó nếu mà nó có này mỏng thì cháu nghĩ tương tự nó dưới chỗ sợi rối thôi đó. Cái này thực tế ra là sáng mình sờ và mình thấy cái sợi này là làm là mình cảm thấy dễ chịu nhất, sướng. Bởi vì khi đây này, ví dụ như có những cái góc vuông như này phải mình đè vắt vẩy xong mình dán qua một lần nữa là nó được luôn đấy. Nói chung là chú Lợi hiện tại đang lắp cái phần thước lái vào rồi, hồi chiều thì nó mới chỉ là một cái khung sắt bên ngoài, bây giờ thì đang lắp vào. Thực ra thì vẫn sẽ phải cần một ngày mai nữa để lắp đặt nó vào cái bánh xe anh em ạ, nhưng mà lắp vào cái vị trí của nó nằm như này là đúng rồi anh em ạ. Đẹp chưa chú nhỉ, nhìn có cái thước lái vào nhìn khác hẳn luôn nhỉ. Đây vậy không đẹp đấy, vậy không đẹp à chú nhỉ? Chuyên thua nó là tuyệt vời đấy. Động cơ ơi nằm ở trên một cái vị trí chắc chắn thì khi mình đánh lắp
đi cả làm cả tới đâu có như vậy. Ừ, đương nhiên. Còn nhiều không, chạy đây sau này là mình chạy phanh rồi chạy đây đầu rồi chạy một thế. Chứ cái này mà chạy đây đầu vào đây vô tình mình hàn nó cháy thì sao? À không, nghĩa là chuẩn bị đây đầu để con gì ấy. À ừ, đúng rồi, cái này mình phải đi đặt đây đầu đi. Đặt gì mua ra kia mà nó nối thế. Để mà còn test chứ phải không? Ừ. Chạy về đến khu động cơ kia mà. Đúng rồi. Và két nó gió này bây giờ để đâu? Để đây chứ. Thì cứ để như con đi. Để như con phe thôi. Để giúp nhé, để giúp. Không, để mét trên đây. Để này thôi. Tức là cái két gió. Con bu ấy, con Bugatti ấy. Cái két gió là mình để ở bên trên cái thương lái này, ngay bên trên thương lái. Giữa cái trục này là được. Bởi vì con xe này ấy, thực tế là nó mở cốp lên ở khu vực này, nó một cái khoảng đen đen ấy. Nó không, thì để không, ở kia đi, để đoạn này đi. Ừ. Để con Bugatti ấy nhỉ. Đúng nhỉ. Để con Bugatti ấy. Trước ấy. Mua thì đánh trước mà. Ở cái hốc gió giữa đây. Mình để lò xo này nhỉ. Nói chung là để mà vào một cái hoạt động cơ nó hoạt một cái con xe nó hoạt động ổn định thì nó rất là nhiều chi tiết, đâu là kép nước rồi thì quạt mát rồi thước lái rồi thì đầu phanh rồi thì phanh rồi. Nhiều lắm, lắm thứ. Nhưng mà nghĩ con này hoạt động ok. Xong là sẽ đợt đi. Con này đợt đi cho con. Đợt đi đợt cầu xong mà. Thì cái cầu xong là gì? Không, cái khung này đi được. Đúng cái khung mà. Cái khung đi ngon. Đi cái khung mà. Đấy cái này xong rồi. Nói chung với con xe này là bọn mình cũng test rồi, vậy là hơi căng đấy chứ. Ngay khung là đã thả trên rồi giả xuống rồi, chưa nào như con này luôn đấy. Không có con nào như con này luôn. Con này xin cho mà. À thực tế là con xe này là bọn mình lấy ý tưởng người ta tiết xe để đảm bảo. Tiết xe của các hãng xe nào mà. Thúc ngang thì bọn mình chưa, những chiếc xe sau bọn mình sẽ thúc vào một đống sắt. Đấy. Để thúc rồi đi. Hả? Kéo đi. Kéo. Động cơ kéo. Ừ. Mình cứ làm như ở trong gì Dương Bít Bít đấy nhỉ? Đấy. 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 Ray tổ án kéo. Hôm trước mình thả thì khác gì Bít Bít đâu. Chỉ như vậy thôi. Nhưng mà con xe này đấy là bọn mình làm mới test về cái hệ thống giảm sóc. Giảm sóc này. Hệ thống càng A. Anh em nhìn thấy cái sóc. Khung gầm. Đấy. Anh em nhìn thấy sóc mà bị bóc cái ốp ra chưa? Là vì bọn mình sửa lại đấy. Là nó bài test của mình ấy. Đúng rồi. Nếu mà những chiếc xe sau họ mình test thúc đấy thì cái phần trên này bọn mình sẽ không làm bằng sắt mạ kẽm này. Đấy, mà bọn mình sẽ làm toàn bộ những cái gì mà bằng cái khung này. Chịu lực ấy. Chịu lực đấy. Để khi thoi vào đấy, nó chỉ biết thoi vào xe khác vỡ, xe mình không vỡ. Đây gọi là nguy hiểm đấy. Chết chứ. Đấy không đạt tiêu chuẩn chứ ạ. Tiêu chuẩn bảo vệ người đi đường và phương tiện khác chứ ạ. Đúng rồi, đấy, mày nói vậy thôi. Chứ còn thực tế ra chủ yếu là nó cứng lại cái khung xe này thì cái lực tác động nó vào cái khoang lái cái này nó không bị đỡ. Làm sao thì làm cái mũi này có thể cong, đuôi có thể cong nhưng khoang lái không bị cong. Đấy là dồn lực làm sao ấy. Đấy. Cái bẹt nhưng mà khoang lái không được gì. Nói chung khoang lái là quan trọng nhất. Kiểu là cái khoang để người điều khiển mà. Đấy, cái này thì ngày mai là trên cái đấu này vào em nhìn nút đất này không? Đấu này ra bánh xe. Cái này thì là bọn mình sẽ làm sau khi lắp bô lăng anh em ạ. Chứ còn nếu cái này mình hàn vào mình chưa nắm được là nó dài đến đâu và ngắn đến đâu. Thì cứ tức là thiết kế vô lăng xong thì mới đấu hai đầu với nhau. Đúng không? Tức là cái này nó nằm vị trí cứng rồi, vô lăng vị trí cứng rồi, cái trục này là trục có thể di chuyển được theo hai vị trí này. Đúng rồi đấy. Thì nên là mình sẽ phải đấu sau. Nhưng trước tiên ấy thì là phải thiết kế cái này đấu vào bánh xe trước. Đấy, cái việc trước mắt. Làm xong cái hệ thống lái thì mới triển khai động cơ được anh em ạ. Xong hệ thống lái thì mình đến động cơ xong bắt đầu là hoàn chỉnh của mình đến chạy đến đây đầu phanh mọi thứ lung tung. Để một chiếc xe hoạt động ổn định. Phanh thì cứ dùng phanh sau chứ nhỉ. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ phải sử dụng cái phanh này trước đã. Lắp phanh vào gì? Còn cái phanh kia thì mình chế mà. Nó là phanh chế thì mình sẽ sử dụng sau. Đây đầu bên trên mình sẽ bịt lại tạm. Nhưng mà nếu mà phanh vậy thì không rip được cả. Phanh sau rip sao được? Phanh sau thì không biết. Nếu mà rip thì mình không được phanh sau. Chỉ có phanh trước thôi, xong mà đánh lái gấp lái để rip thôi. Thế. Yeah. Vậy bộ là nếu mà vậy không rip được. Nhưng còn phanh sau là phanh đĩa mà. Đúng không? Đấy, hôm nay là vậy là chú đã lắp cái, còn anh em đang làm nội thất bên trong nhà em nhé. Thì mình làm xong cái đấy rồi mới lắp cái này vào được.
lắp cái động cơ với động cơ energy mà này. Đấy, cho anh em xem trong kia mọi người đang làm gì nhá. Đấy là cái chỗ mà vẽ cái động cơ thì nó cũng như thế, nhưng mà cái việc treo động cơ vào thì nó sẽ phức tạp anh em ạ. Đây, mình cho mọi người xem được là chú mới lại đang bàn bạc về cái vấn đề hạng mục gì đây. Đây đang nói về cái vấn đề xe pháo đi. Độ. Đây mình mà ở đây mình có các loại đường như này mình test thì amazing. Có khi chuyển lên núi ở thôi. Núi núi cho mình. Có gì? Con Ferrari Fe. Độ này á. Ừ. Độ lại body mới luôn đấy. Hoàn toàn body luôn. Đấy này. Thấy được. Yeah. Xe cũ à? Xe cũ. Đẹp đấy. Nhưng mà nói chung là mấy nó mình cũng thiết kế mấy cái con xe cổ mình độ chút nhỉ. Ô xe cổ đẹp mà, xe cổ lại lắm người thích ấy. Nhiều người thích chứ. Nó là hai. Này đây. Vậy chất đi. Đây chất đi này. 81 đẹp chưa? Không đẹp bằng vậy được. Ta về thôi mày đẹp hơn. Độ rồi đi. Nhưng mà nó mất mấy cái vẻ gì? Nó mất cái vẻ cổ điển đi. Không. Cái này cũng có điểm mất, điểm kia mất được, cái này mất phải kia mất kia. Con này là nó vẫn giữ nguyên cái phong thế. Đẩy xuống ha. Đúng rồi. Nó nối nguyên nữa, hà nó làm cái mồm há là đúng. Còn cái form trên đấy hình như là vẫn nguyên đấy. Đi, tiến hành năm lăng đi. Rồi, rồi. Ok anh em ạ, thì hôm nay thời lượng của mình cũng là những cái chi tiết lằng ngoằng rất là nhiều. Nhưng mà để mà hoàn thiện một cái xe thì cũng mất nhiều thời gian lắm anh em ạ. Thì bây giờ thời lượng video cũng khá là dài rồi, mong anh em xem và ủng hộ mình nhá. Có ý kiến gì thì ở dưới phần bình luận nhá anh em nhá. Mình sẽ tiếp tục vào công việc tiếp theo bởi vì nó vẫn còn thời gian một chút nữa. Bye bye anh em, bye bye.